Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự tăng cường của không khí lạnh trong ngày hôm nay không gây ra sự thay đổi nhiều về thời tiết những địa phương nằm sâu trong đất liền ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Quá trình xâm nhập tiếp tục của khối không khí lạnh và khô khiến cho lúc trưa nay mây có dấu hiệu giảm đi, đôi lúc trời hơi hửng nắng. Nhiệt độ ở một số địa phương có xu hướng tăng nhẹ. Ngay như tại khu vực Cao Bằng thì trưa ngày hôm qua nhiệt độ khoảng 16 độ thì trưa nay đã lên đến sấp xỉ 20 độ. Hay như tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ trưa ngày hôm qua là 18 độ còn đến trưa ngày hôm nay lên trên 20 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, mưa đã có dấu hiệu quay trở lại. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An ngày hôm nay thì nhiệt độ đã giảm đi từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Có thể nói tác động rõ rệt nhất của đợt không khí lạnh tăng cường này chính là gió Đông Bắc đã mạnh lên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Tại đảo Bạch Long Vĩ, trưa ngày hôm qua gió chỉ ở mức là 5m trên giây, thì trưa ngày hôm nay gió Đông Bắc đã mạnh lên 15m trên giây với độ cao sóng là từ 2 đến 3m, biển động. Chúng tôi xin thông báo là cơn bão Bofa sáng nay đã vượt qua đảo Palawan di chuyển vào khu vực Biển Đông và thành cơn bão số 9. Vào hồi 13 giờ thì bão số 9 có vị trí ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc và 118,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây của Trường Sa khoảng 490 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Trong 24 giờ tới, cơn bão sẽ di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của cơn bão thì tại vùng biển phía đông nam của Biển Đông, bao gồm cả khu vực phía đông của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền. Tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ, do trời quang mây nên trong đêm nay thì nhiệt độ có xu hướng giảm đi, mức nhiệt thấp nhất chỉ dao động từ 13 đến 16 độ. Ngày mai trời hửng nắng, đưa nhiệt độ tăng lên và đạt cao nhất vào khoảng từ 19 đến 22 độ. Ở các tỉnh ven biển khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Quảng Ngãi, từ đêm nay sẽ có mưa rải rác, một số nơi có mưa vừa. Sang tới ngày mai thì mưa sẽ giảm đi ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Các khu vực khác thời tiết tốt và ít có sự thay đổi so với ngày hôm nay. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi chỉ từ 9 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, phía bắc từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía bắc từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Trong khi không khí lạnh gây rét ở đất liền, thì trên biển, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ngoài ra, thì do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Bofa, nên tại vùng biển phía đông nam của Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Tại quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ.
Trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa nhỏ vào đêm và sáng, trời rét. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.